Thì trước khi đến với cái video ngày hôm nay thì rất mong mọi người nhé, nếu mọi người nhấn nút thích video này, nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Người Đò nhá. Đấy, mọi người có thể nhấn vào nút chia sẻ nếu thấy video Người Đò hay và lan tỏa video đến nhiều người hơn nhá. Đấy, thì Người Đò mới vừa lập một cái cộng đồng này, một cái room cộng đồng ở trên Zalo để hỗ trợ cho một số các anh chị về thị trường, để tránh anh chị có thể bị rơi hoặc là bị rớt khỏi thị trường khi mà anh chị không chuẩn bị nhá. Anh chị F0 ấy không kịp chuẩn bị về thị trường ấy, thì em sẽ hỗ trợ anh chị về thị trường cũng như là hỗ trợ anh chị về một số cái việc đầu tư chẳng hạn như vậy. Đấy, thì anh chị có thể tham gia vào cái cộng đồng này. Chào mừng mọi người đến với kênh channel Người Đò Chứng Khoán, và hôm nay Người Đò sẽ cùng trò chuyện với mọi người ở cái video này. Hôm nay là ngày 14 tháng 10, chúng ta diễn biến một thị trường cũng gần giống như thị trường ngày hôm qua, ngày 13 tháng 10. Khi mà một sự chiến đấu như là boxing của bò và gấu diễn ra cực kỳ nhiều, đúng mọi người. Và phần thắng cuối phiên thì nghiêng về phần thắng của gấu rõ ràng. Đấy. Thì lực bán đấy rất mạnh đến từ một số cái quỹ, một số cái quỹ hoặc cơ cấu. Thì nhìn chung là cái quỹ Fibon họ hôm nay họ bán rất là nhiều nhá. Dẫn tới chúng ta cũng bị đạp khá là mạnh vào những phiên như là ATC. Đấy, thì thị trường chung là như vậy. Và chúng ta hôm nay thanh khoản cũng như là mọi thứ đều rất là gọi là bình ổn để chuẩn bị chờ đợi cho một cái cơn sóng sắp tới thôi. Chúng ta coi về kỹ thuật thì sao mọi người? Về kỹ thuật thì thấy được thì chúng ta tiếp tục tạo một cái đến doji, một cái đến doji. Đấy. Và giống như cây của ngày hôm qua thì chúng ta cũng là một cây thị trường đầu phiên mà cử xanh, và sau đó chúng ta giảm lại nhá. Và nhìn chung thị trường tạo cái cây nến xanh này gần như chúng ta đã lường trước sẵn cả rồi nhá. Và những cái việc di chuyển thế này thì chúng ta đã tính cả là chúng ta sẽ đi như này để em rất gì, đúng không? Đó, thì trước sau chúng ta cũng sẽ tích lũy ở đây và chờ đợi cho một cái nhịp đến lên. Đấy, chứ như thế chúng ta không gì phải vội cả. Đấy, và đây là một hội rất tốt để chúng ta gọi sắp đặt cho những chiến lược và tìm đến một số mã phiếu tốt hưởng lợi nhá. Chứ không phải đây là cơ hội để chúng ta bán một số mã phiếu để chúng ta chạy theo một số mã phiếu khác đâu nhá. Có bán thì chúng ta sẽ tìm được một số mã cổ phiếu mà thị trường chúng ta như thế này mà nó gãy đường MA20 á thì chúng ta mới bán. Còn một số mã phiếu nó tốt, nó giữ được đường MA20 thì chúng ta cứ giữ thôi, không gì phải sợ hết nhá mọi người. Và hôm nay Người Đò trò chuyện với khách hàng Người Đò một số vấn đề ở đây. Đây là mọi người thấy đây là thị trường có rất nhiều những sự lung lắc này. Đó, mà nhìn chung là vẫn tích cực nhá. Và thị trường ngày 14 tháng 10 sẽ tiếp tục một sự lung lắc, và vùng hỗ trợ sẽ là cái vùng 1380 cho đến vùng 1385. Đấy, với VN30 sẽ là một vùng 1500. Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh mẽ với rất nhiều những mã cổ phiếu, và những mã phiếu nào đi theo xuống VN30 sẽ lên. Và những mã phiếu nào đã tăng nóng trong nhịp tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì dự định sẽ là một cái nhịp chỉnh nhẹ và có thể sẽ bị rung lắc, bị đè giá lại tạo một cái vùng nền tiếp theo. Đấy, và nhắc nhở cho khách hàng em rất kỹ càng đó là hiện tại này, cái việc mà đa phần những mã cổ phiếu nó giảm hay là nó tích lũy lại những phiên này, đa phần là nó đang hấp thụ thôi, hấp thụ và nó đang xả lượng một số lượng cầu bắt vào thôi, đúng không? Đấy, và hiện tại thì chúng ta đang có một cái lượng chỉ số về GDP khá là thấp của năm 2021. Đấy, do rất là nhiều vào quý 3 nó làm cho chỉ số này nó bị âm. Dẫn tới là nhiệm vụ quý 4 là cần phải phát triển mạnh mẽ để đẩy chỉ số GDP lên. Thì bắt buộc phải là cái đầu tư công này và gói thích phải được tung mạnh mẽ. Đó, và chúng ta đang kỳ vọng một quý 4 rất là nhiều. Chính thế dòng tiền đang vào mua và chờ đợi một cái quý bùng nổ của quý 4. Đấy, thì nhắc nhở khách hàng như vậy và phân tích cho khách hàng một số vấn đề về nhóm ngành như là nhóm ngành banh này, nhóm ngành về đầu tư công này, bất động sản này, chứng khoán này, nhóm B này và một số mã phiếu khác như thế nào. Thì cũng khuyến nghị cho khách hàng một số định mua, đấy, một số mã phiếu. Thì vẫn tiếp tục nắm giữ và kỳ vọng với một số mã phiếu như là đầu tư công này, bất động sản này, đấy, và chứng khoán này, nhắc cho một số định mua. Đấy, dòng B thì hiện tại vẫn tốt, nếu như có được chúng ta vẫn tiếp tục canh mua một số định mua lý tưởng nhá. Đấy, và hôm nay tiếp tục quan sát mua thêm một số mã phiếu mà hôm trước đã mua rồi nhá, như là CI này, BVH này, vân vân. Hay là một số mã phiếu như là MIG, Vinamilk, vân vân, Hoa Sen. Đấy. Thì hôm nay thấy có một số định mua lý tưởng của nhóm ngành về ngành chứng khoán của mọi người. Thì nhóm chứng khoán dấu hiệu tạo đáy rất rõ ràng, chính thế cứ nhắc các bạn mua một số mã phiếu ở đây, mua trước một số mã phiếu ở đây nhá. Ở thì hôm nay như vậy, hôm nay thì Người Đò khó làm việc với khách hàng như vậy. Thì thị trường chúng ta thì nhìn chung sẽ là một cái thị trường mà có một số sự tích lũy, có thể là sẽ rơi vào đến ngày mai hoặc có thể sang đầu tuần sau. Tuần sau có thể sẽ là một cái phiên rõ ràng hơn cho một ngày đó vệ sinh vào tuần sau nhá.
thì một số kỹ thuật nó vẫn tiếp tục cái vị như vậy thôi, của những do tiếp tục giống như những cái video trước thôi nhá. Và một cái nến đồ gì thế này rất dễ là một cái phim mà chúng ta sẽ kiểm tra lại cái vùng nền 1380 đấy nhá. Chúng ta phải kiểm tra vào ngày mai, rất dễ là một phim kiểm tra đường 1380 nhá. Thì chúng ta tìm thời điểm bây giờ chúng ta vẫn phải đi tìm được một số mã phiếu tốt, không phải tập trung quá nhiều vào mua thị trường nhá. Tại vì trước đó em đầu tư đã biết rồi, khách hàng hay là mọi chị có xem video của em, chị đã biết rồi là chúng ta luôn tìm đến một số mã phiếu mạnh, tìm đến một số mã phiếu mà nó sẽ hưởng lợi vào cái chu kỳ của thị trường, chu kỳ của nhóm ngành, chu kỳ của 10 năm. Và nói khác nữa đó là về cái gói kích thích kinh tế, cũng như là hiện tại phải đánh mạnh vào những cái hay cái đẹp của hiện tại, chứ không phải chúng ta đánh vào những cái mà thị trường chung nhá. Không phải thấy giá xanh chúng ta mua, giá đỏ chúng ta bán, như vậy là sai hoàn toàn nhá mọi người. Đấy, thì những cái việc mà trường chỉnh như này thì gần như đó một cơ hội rất tốt, cơ hội đẹp, cơ hội lý tưởng để cho anh chị và mua sắm sửa một số mã phiếu và nắm giữ nó thôi, đúng không? Đấy, ví dụ bên em có mua một số mã phiếu này, mình thấy này, như là SC này, nó hay là Long Hậu này, mình thấy này, đó mua từ những cái nhịp thị trường nó qua những vùng này, đây vùng này, đấy rất là lý tưởng đúng không? Hay là SC cũng vậy, đấy mua những cái nhịp này nó tăng rất lý tưởng, giờ phải gần như 20% rồi đó mọi người. Đấy, và vẫn giữ thôi, vẫn quyết định giữ thôi, tại vì nó biết được là cái sóng cuối năm thì như thế nào, cái sóng đầu tư công như thế nào, không việc gì chúng ta phải vội vàng bán ra, hay là không việc gì chúng ta phải vội vàng đảo hàng cả. Đấy, và một số mã phiếu khác như là CI này, gần đây nó cho khách hàng mua này, đấy thì đã mất thoát một mô hình rất là đẹp rồi, mình thấy không, rất đẹp rồi. Đấy, tiềm năng vẫn tiếp tục nắm giữ thôi, không gì phải ngại ngừng cả, đúng không? Thì đi sơ lược một số mã phiếu đi mọi người, sơ lược một số mã phiếu nhá. Thì mọi người cũng đừng có quên là video cuối tuần em sẽ có một video cuối tuần em sẽ số đặc biệt em sẽ phân tích cho anh chị nên đầu tư mà nhóm ngành nào, cổ phiếu nào vào cái quý 4 cũng như là cái giai đoạn năm 2022 sắp tới nhá. Đấy, thì nhớ xem nhá. Thì cái video của đợt 1 ở đây cũng được một số lượng khách hàng đón xem nhưng mà vẫn chưa bùng nổ. Nhưng mà đa phần đều là một số lượng rất là lý tưởng, phân tích rất là lý tưởng cho khách hàng cũng như là phân tích rất lý tưởng cho mọi người nhá. Đấy, chúng ta đón được một số sóng rất là đẹp về sóng gas này, sóng bất động sản này, rồi cả về những cái sóng như sóng điện nữa nhá. Đấy, mình coi Marie này. Đấy, lúc đó mới ở chỉ giá tầm 68 rồi đó mọi người. Đấy, mà bây giờ Ri lên bao nhiêu mọi người? Ri bây giờ lên 73 rồi. Đấy, và nếu như anh chị mạnh dạn anh chị mua đi thì anh chị sẽ không ngại ngừng cho những cái việc mà bỏ chênh lệch và giá anh chị mua, đúng không? Và cũng như lúc đó rất nhiều anh chị cũng đã chê trách rằng là cổ phiếu này tăng rồi thì sao lại khuyến nghị mua nữa, đúng không? Chúng ta phải biết được là cái sóng ngành nó đi như thế nào và đang hưởng lợi như thế nào, hiểu không? Chúng ta mới đầu tư, chứ không phải chúng ta đầu tư qua loa qua loa, đúng không? Kèm đó là những cái đòn bẩy về thông tin như này, và chắc chắn nữa là về khối lượng vào chắc chắn như thế này thì không việc gì chúng ta lại không vào tiền cả, đúng không? Hay là một số mã phiếu rất rõ ràng như Hà Đô này, thế này, đấy rất rõ ràng như vậy đó, dòng tiền nó vào mạnh mẽ như thế này, kèm đó là một cái xu hướng mạnh mẽ như vậy thì chúng ta không ngại gì, chúng ta không đầu tư cả. Đấy, như một số người nói rằng cái câu chuyện của mã cổ phiếu Đạt Phương này, đúng không mọi người? Mã phiếu Đạt Phương này, mọi thấy không, cái đợt mà thị trường mã phiếu này nó rung lắc qua những vùng này đó, rất nhiều người cũng kêu là quá tăng rồi. Đấy, sau đó sao mọi người, tiếp tục nó chạy mà thôi. Đấy, và rất nhiều người bỏ lỡ cổ phiếu này rất là đơn giản thôi, tại vì là họ thấy rằng mã phiếu này đã tăng, chứ vì họ chưa định giá được cổ phiếu, chưa định giá được thông tin nó ảnh hưởng như thế nào. Đấy, hay là một số mã phiếu này, ví dụ như là GAT này, báo cáo lợi nhuận của nó vừa ra, những sự lúc lắc ở đây là do gì mọi người? Do cái báo cáo lợi nhuận của nó không tốt, dẫn tới nó bị những sự lúc lắc quanh vùng này. Đấy, và những sự lúc lắc này dẫn tới một yếu tố gì mọi người? Yếu tố là rất nhiều người họ chạy, họ thoát khỏi hàng. Đấy, và chưa chắc là mã phiếu này có chững lại, có giảm lại hay không. Nhưng đối với người đầu nghĩ là sẽ còn tăng nữa. Đấy, nhưng mà đối với rất nhiều người nhìn nhận vào, họ nghĩ là sẽ còn giảm. Đó, mỗi người một góc nhìn, đúng không? Đấy, thì rất nhiều người nói như vậy, rất nhiều người nói rằng là cái sóng thông tin, thực chất sóng thông tin biểu hiện sự cung cầu như thế nào, và đối với những ai có đủ can đảm, đủ tự sự liều lĩnh đầu tư sóng thông tin đó thì vào đầu tư. Và đối với những người mà không đủ sự tự tin, hay là họ phải bắt buộc phải đầu tư theo kiểu gọi là kiểu báo cáo chính rồi, họ phải đợi báo cáo chính ra họ mới đầu tư. Còn đối với người đó thì mình sóng tin mình biết được rồi, mình đầu tư trước, mình bắt trước một con sóng đó thì mạo hiểm hơn thôi, và lợi nhuận cũng sẽ cao hơn thôi, đúng không? Đấy, thì mỗi người một quyết định, mỗi người một cách đầu tư, không ai chê trách ai cả, không ai đúng ai sai, quan trọng là anh thắng anh nó được bao nhiêu tiền, anh thua được mất bao nhiêu tiền mà thôi, đúng không mọi người? Đấy, cũng như một số mã phiếu của dòng banh vậy, banh vậy, mình thấy Techcombank này, đấy Techcombank vậy, có rất nhiều người nói là Techcombank hiện tại
dầu ban hiện tại đang rất là xấu, không được hưởng lợi nữa rồi đấy, và một số mã phiếu ban làm sao được hưởng lợi nữa đấy, và hiện tại đang nợ xấu mạnh như vậy tại sao quyết định cho người ta mua đấy, ví dụ như là một số mã phiếu như Tiên Phong Ban này, OCB này đấy, mà thấy không đó, như vậy rất nhiều người nói như vậy, nhưng mà ta biết được là cái sự hưởng lợi của nó đâu phải là chỉ đến vào một giai đoạn, và sự thiệt hại của nó đâu phải chỉ đến với một thông tin, đúng không? Này, chúng ta biết như vậy, chúng ta phải mặc định được là phải biết được định giá cổ phiếu đang ở đâu, cũng như là phải biết được là cái hiện tại giá đang rẻ hay không và dòng tiền đang vào hay không nữa nhá. Đó. Và hiện tại một số mã phiếu về ngành bất động sản nữa nhá. Số mã phiếu bất động sản mọi người thấy này, DG này. Ai kêu mã phiếu này tăng quá rồi, quá nóng rồi, tăng quá định giá rồi, đâu ai dám mua đâu, đúng không? Rồi ngay từ những cái giai đoạn nó chỉnh như này, đâu ai dám mua đâu. Đấy, và rồi sao mọi người? Mất đi một giai đoạn có lãi như thế này. Đấy, một giai đoạn có lãi như thế này. Đấy, đúng không mọi người? Hay là mã cổ phiếu, ví dụ như mã cổ phiếu bên người đò có thể cho khách hàng một người đò mua này. Đó, như là mã cổ phiếu SC nhá. Đấy, rất nhiều người nhìn vào cái nó tăng quá rồi, tăng quá nhiều rồi. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải biết được là cái sóng chu kỳ vẫn còn, cái tiền vào đây là tất cả những cái tiền gọi là tiền kỳ vọng mà thôi. Và đang kỳ vọng rằng cổ phiếu này sẽ đánh lên, hưởng lợi do một số cái dòng vốn FDI đổ vào. Tuy rằng dòng vốn FDI vẫn rút ra đó, nhưng mà vẫn sự kỳ vọng mà, còn thấy không? Thông tin là một chuyện, sự kỳ vọng là một chuyện. Đó, dòng vốn FDI vẫn rút ra thị trường chúng ta. Đó, nhưng mà sao mọi người? Nhưng mà sự kỳ vọng vẫn có. Đấy, đúng không? Nhưng mà cái dòng vốn FDI giữ chân lại vẫn còn nha. Đấy, rút ra vẫn có nhưng mình giữ lại vẫn còn. Thì rất nhiều người vẫn còn kỳ vọng thôi, không gì phải sợ cả. Đấy. Chúng ta không nên quá đặt nặng một số vấn đề vào cái việc là thông tin. Chúng ta coi kỹ thuật nó tốt hay không, chúng ta đầu tư thôi nhá. Đối với người đó thấy được là dòng tiền vào rõ ràng. Đấy, dòng tiền vào rõ ràng. Kèm đó là những phiên tích lũy rũ bỏ rất là tốt, cặn cung rất là đẹp, thì không lý do thì người đó không mua cả. Đấy. Người đó mua được từ những nhịp này này. Đấy, từ những nhịp này này. Đó, mọi người không tin mọi người coi này. EC này. Này, EC này, Long Hậu này. Đấy, mua thêm 20% nhé mọi người. Đó, giai đoạn SC là mua vùng giá 47 này, Long Hậu mua vùng giá 48.8 này. Đây 47 này, ngay một cái nến doji luôn này mọi người này, ngay cái nến doji ở đây. Đó, sau đó sao mọi người? Tăng liên tục đó mọi người. Đấy. Thì đến một số mã phiếu nhóm ngành của mọi người quan tâm nhé. Đầu tiên là ngành về chứng khoán này, em thấy là số mã phiếu như VND này. VND này thì theo em là nên nắm giữ thôi, sắp tới sẽ đánh lên đó mọi người ạ. Đó, cũng có thể quan sát để mua được với một số mã phiếu này nhá. Để mua được trong tiền bắt đầu vào rồi, có những cái phiên rũ bỏ mạnh hơn rồi nhá. Lực kẹt hàng như đây bắt đầu bán ra nhiều này, sau đó sẽ có một số phiên đây. Khi chúng ta đánh lên 1.4 á thì những mã phiếu ngành chứng khoán chắc chắn sẽ chạy thôi nhá. VC này. Đấy. Rồi VC cũng rất tốt, giữ một cái nến xanh vậy rất tốt, không gì phải ngại cả. Đó, đối với em là chúng ta nên vào một chút, tỷ lệ tầm 30% trước một số mã phiếu dòng chứng khoán là có thể xảy ra rồi. Đó, SNS vậy này. Đó rồi SNI này, có thể vào trước 30% được rồi nhá. đa phần những mã phiếu này đang có dấu hiệu là tạo mô hình hàng đáy rất rõ ràng, đánh lên rồi. Đấy, thì có thể quan sát được cũng như là về giá thì đang có xu hướng là xuống giảm như vậy, nhưng mà MACD cái đầu xuống tăng, giá xuống tăng cũng như là tạo đáy đánh lên rất rõ ràng rồi. Đó một xuống đỡ giá cho giá rất là tốt, cho nên kỳ vọng được nhá. Một số mã phiếu khác về ngành ban em thấy được là ACB này. ACB hiện tại vẫn đang tốt thôi mọi người ạ. Vẫn đang tốt, nghĩa là vẫn đang tốt, không gì cần sợ hãi cả. Trong khi MACD nó mà thấy không? MACD nó này. Đó hướng dương rất mạnh mẽ như thế này. Hướng dương rất mạnh mẽ như thế này. Đấy. Đó trong khi đó giá cũng chỉ đi tích lũy lại quanh vùng này đi. Đó. Thì đó một cái điểm mua rất lý tưởng rồi. Một cái cơ hội rất lý tưởng chúng ta vào mua rồi, không gì chúng ta phải sợ hết nhá. Đấy. Mình coi về quá khứ vậy, rất nhiều lần như vậy, rất nhiều lần như vậy, và rồi chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rất là đẹp như vậy, cũng bởi vì chúng ta sợ rằng nó sẽ chỉnh lại đúng không? Đấy, sợ rằng chúng ta mua không đúng điểm đúng không? Đấy, nhưng mà tôi thấy này, rất nhiều lần chúng ta có thể có một cơ hội rất tốt qua những vùng đó rồi. Đấy, một số mã phiếu khác như vậy, tách bạn vậy, thế này. Đấy. Đó, luôn luôn tạo những vùng đáy này, đáy hướng lên luôn nha mọi người. Luôn luôn tạo những vùng đáy hướng lên này. Đó, và split của MACD cũng như là về một số cái đường tín hiệu nó mở rộng rất là đẹp. Đấy. Và giá cũng chỉ gần như là đi sideways, cho rằng đi sideways luôn đi, cũng tăng nhẹ thôi đúng không? Trong khi MACD rồi, những nhịp này đã hướng lên rất mạnh mẽ rồi. Đó. Thấy không? Đấy, thì đó là những cơ hội rất là tốt chúng ta vào mua thôi. Đấy. Rất lý tưởng thôi, không gì chúng ta phải ngại ngùng cả. Đấy, mọi người thấy những cái nhịp này cũng vậy này. Đó, những nhịp này này. Đó, MACD hướng lên này, trong khi giá vẫn chưa tăng mạnh này, chưa tăng gì hết nhá. Đó, sau đó những cái nhịp gần đây nó mới tăng này. Nhịp ngày mới tăng mạnh này. Đó, thì khi đó sao mọi người? Khi đó chúng ta có thể là bỏ lỡ một vùng giá rất lý tưởng rồi. Đấy. Biết rằng chúng ta sẽ mua an toàn là như vậy, nhưng mà đối với người đầu nghĩ rằng là không việc gì chúng ta không bỏ lỡ một số hội lý tưởng như vậy. Đó, kỹ thuật nó cho thấy được những điều lý tưởng như vậy, sao ta bỏ lỡ đúng không? OCB cũng vậy. OCB cũng vậy, thấy không?
đường giống như tách banh thôi, mà thế này có những cái nhịp này tạo vòng hai đáy liên tục này, nó lên này đấy. Và sao mọi người, nó một cơ hội rất lý tưởng ta vào mua thôi đó. Nó chỉnh như vậy là chỉnh rất là đẹp, cái lúc chân nhảy rất là đẹp nha, không gì phải xấu cả đấy. MB này, MB cũng vậy, thấy không, khối lượng bắt đầu vào kiểm tra rồi đó, bắt đầu vào kiểm tra là hai phiên rồi đấy, là có rồi đó. Kèm đó là sao mọi người, cái đó là bắt đầu có những dấu hiệu đánh lên rồi, MACD bắt đầu tạo đáy rồi nhá, lực tiền bắt đầu vào rõ ràng rồi, có một số phần gọi là lưỡng lự khi nó chạm cái vùng kháng cự của đường MA thôi đó, một số vùng lưỡng lự thôi đấy. Và khi mà nó rõ ràng hơn rồi thì lúc đó ta sẽ không còn được lý giá một mức giá lý tưởng nữa đấy. Thì người đầu nghĩ như vậy thôi, cho nên chính thế mọi người phải cân nhắc về đầu tư đấy, lựa chọn những vùng lý tưởng mình vào mua thôi đấy. Mình thấy không, những nhịp ở đây, những nhịp ở đây ở đâu ai thấy được nó sẽ tăng mạnh đâu, trong khi đó là tăng rồi mọi người thấy rõ ràng, tăng như này là mọi người thấy rõ ràng này, thì đó mọi người không còn cơ hội đầu tư lý tưởng nữa với mã phiếu này đó, có chuyện như vậy thôi đấy. Một số mã phiếu sẽ như vậy thôi nhá. CTG này, CTG thì đây thuộc dạng là một số mã phiếu banh và banh nhà nước sẽ yếu hơn rất là nhiều nhá. Đấy thì nó chỉ là một cây lên sau đó nó bị đạp lại nhá, cũng như là về một số kỹ thuật nó không được đẹp bằng những mã phiếu khác thôi, đối với người đó nhìn nhận là như vậy. BIDV cũng vậy, BIDV cũng vậy, đối với người đó thấy như vậy, không có đẹp bằng những mã phiếu khác thôi. Riba BIDV ok này đó, đối với người đó nghĩ là BIDV ok này. Đấy, và những cái phiên này là những phiên kiểm tra này thôi đó, đối với nó sẽ còn tăng nữa, tăng mạnh nữa nếu mọi người xác nhận là một người đầu tư, thì mọi người không gì phải ngại, có thể nó về được những vùng giá như là 42, 44, mọi người lợi nhuận có thể mang cho mọi người một khoảng đó là tầm 8% có thể, thấy không? Đấy, rất nhiều người đặt ra một câu hỏi là người đầu ơi, hiện tại rất nhiều mã phiếu cũng đã tăng rồi thì cơ hội đâu nữa? Đấy, cơ hội đây chứ cơ hội đâu? Đúng mọi người, đây là cơ hội này, cơ hội của dòng chứng khoán này, cơ hội của dòng banh này, cơ hội dòng bán lẻ này, cơ hội một dòng bất động sản này, cơ hội của cả dòng đầu tư công nữa, rất nhiều mã phiếu có cơ hội. Rất nhiều người nói là mã phiếu đã tăng rồi còn khuyến nghị làm gì nữa. Đó, nhưng mà mọi người có biết rằng là mã phiếu này nó đã tăng nhưng mà nó tăng mức nào, đó, nó còn tăng được nữa hay không, nó đang ở cái dạng nào, nó có dạng xây thường thường á, cổ phiếu tạo nền hai á nó sẽ chạy mạnh hơn cổ phiếu tạo nền một đấy, mọi người biết không, thường như vậy đó. Rất nhiều người nói rằng là một số mã phiếu tạo nền như vậy thì còn cơ hội đâu mà đánh nữa đấy, thì nói chuyện như vậy. Mình thấy này, thế này, một đợt lên nó này, đây một đợt lên nó nhá, một đợt lên nó này, ngay đây, đây là một cái đợt tạo một cái nền đầu tiên này đấy, và đây sẽ là một cái nền tiếp đi lại tạo một cái vùng nền thứ hai này, sau đấy lên này, và nền này sẽ mạnh này, rất là mạnh mẽ, đã lên thẳng tưng luôn, thấy không, đấy thẳng tưng luôn đấy, sẽ lên tạo lên mạnh hơn. Và đối với rất nhiều người nhìn nhận rằng là mã phiếu đã tăng một đường dài này rồi sẽ không có tăng nữa, nhưng mà chưa chắc được, đâu ai đo được được cái sự kỳ vọng của thị trường đâu, đâu ai đo đạt được cái dòng tiền thị trường đâu đấy. Thì quan trọng rằng là bạn phải coi kỹ thuật cũng như coi được cái cơ bản nó đang như thế nào, còn cơ hội đánh lên được hay không, còn hội đánh lên được hay không, đúng không? Đấy, chứ đâu phải chúng ta chỉ thấy qua loa thấy người ta nói rằng là đã quá định giá rồi chúng ta sẽ không mua nữa, vậy là sai hoàn toàn. Đấy, mọi người có một cách nhìn nhận khác nhau, mọi người cách đầu tư khác nhau. Đấy, nếu như mà người đò nhận định sai như vậy thì làm sao người đò có nghĩ được cho khách hàng người đò một số mã phiếu lại liên tục như vậy đó. Một số mã phiếu khác nhá, về dòng banh như vậy, về một số mã phiếu về ngành bất động sản em thấy được này, SC này, đấy thế rất khỏe, thế là một chỉ là một phiên nó gọi là phủ định lại cây trước thôi, trong khi đó một khoản lợi nhuận rất là tốt rồi, 20% rồi, không gì phải sợ hãi một cái phiên gọi là kiểm tra như này cả. Mọi người mua đúng điểm với người đò này, vậy về đây là 20% rồi, tầm 16 này, nếu như ngày hôm qua đã được gần 20% rồi này, đấy mình thấy không, đấy Long Hậu cũng vậy đó, sự kỳ vọng như vậy đấy, sự kỳ vọng rõ ràng hết, thấy được là dòng vốn FDI nó chạy ra thị trường nhưng mà nó vẫn sự kỳ vọng rất là nhiều đấy, và dòng vốn FDI đang chơi chật vào thị trường rất là nhiều nhá, không phải ít đâu đấy. Người đó đang làm một cái video để người đó có thể hỗ trợ cho mọi người về hiểu hơn về dòng vốn này, tiếc là mà phiếu đã chạy rồi, nếu mà mọi người người đó làm ra sớm hơn thì sẽ giúp cho người hiểu rõ hơn. KBC rất là khỏe thôi đấy, một cái sự đã lên như thế này rất là khỏe thôi, mua mới sẽ không mua những mã phiếu như thế này đó đấy, nhưng mà có cái dự đã không gì phải ngại hết nhá, tại vì người đó chỉ khuyến nghị cho mọi người mua mới khi nó đủ tích lũy, đủ cạn cung, đủ rõ ràng thôi đấy. Ví dụ như một số mã phiếu như là SC này, người đó khuyến nghị cho mọi người mua rất rõ ràng khi nó đủ này, kiểm tra đường 20 test lại rất rõ ràng, tầm một cái nến doji, tầm một cái nến doji cũng như là một bộ đồ tăng giá rất rõ ràng, người đó khuyến nghị cho mọi người mua thôi đấy. Và mã phiếu Long Hậu thì sao cũng vậy nhá, đấy nó vượt mô hình như này sao mà em lại không khuyến nghị cho mọi người mua được, rất rõ ràng thôi đấy, nó phải là bơ vơ thì không khuyến nghị cho mọi người mua là định giá là quá tăng đâu, là CD vậy này đấy, rõ ràng thấy mô hình đâu, rõ ràng phải đánh lên thôi đấy, vượt mô hình thì ta mua thôi, mà em mua trước những cái phiên này cơ mà, đấy phiên đỏ này cơ mà, để sao mọi người đón trước như vậy nha, biết được sẽ đánh thôi, dòng tiền đã vào một cái như này rồi không dạy gì nó sẽ không kéo lên cả, chắc chắn luôn mọi người ạ. Đấy, số mã phiếu như là người thấy là một số mã phiếu như là
lần thứ hai cũng vậy. Đấy, rất nhiều người nói rằng là tại sao người đầu khuyến nghị cho mọi người mua nữa. Mình thấy không, dòng tiền vào như thế này, hai kênh như thế này, mọi người tìm được một cái dòng tiền thoát ra chưa? Chưa thấy cái dòng tiền thoát ra đúng không? Thì tại sao nó phải đạp? Chứ lý do không phải đạp cả. Đấy, dòng tiền bự, dòng tiền lớn họ vào ngay những cây này, vào những cái vùng giá này đi. Đó, thì bây giờ nó kéo về đây làm gì? Nó kéo về đây để nó gọi là nó huề, nó lỗ hay sao? Rồi mất phí giao dịch thì sao? Không bao giờ. Nó phải kéo lên nữa, nó mới gọi là đỡ được cái phần vấn đề về phí, nó cũng như là chi trả được những vấn đề về phí thời gian của nó chứ, đúng không mọi người? Mô hình đẹp như này, đã lên như này, không gì việc chúng ta phải ngại sợ cả. Đó, rất nhiều người nói như vậy. Nhiều người nói rằng là tại sao cho người ta mua như vậy khi nó tăng rồi? Đó, có chuyện như vậy. Em thấy không? Coi rõ ràng này, những phiên này, những phiên như này là những phiên nó rũ bỏ cung rõ ràng này. Một cái nến đạp bán rất là nhiều, khối lượng rất là nhiều này, bằng cái nến mua khổng lồ rồi, thấy không? Đấy. Thì chúng ta phải chạy thôi. Phải thoát rồi đúng không? Đó, còn đây một cái gì? Chưa thấy một cái nến bán nào cả. Chả sợ gì phải sợ cả. Đây. Đấy, còn đối với một số khách hàng, một số cái nhà đầu tư trên YouTube á, họ nói rằng là người đỏ quý vị, một số mã phiếu như thế này. Nhắc nhở mọi người như thế này. Thì mọi người có thể mọi người sẽ không nên coi nhưng mà phiếu người đỏ quý nghiệm gì cả. Mọi người tìm hiểu một số mã phiếu người mua. Đấy. Mọi người sẽ đi tìm một số mã phiếu người đầu tư thôi. Không dạy mọi người đi xem nếu khuyến nghị của một thằng ớt hơn nào hết. Đấy. Mọi người cứ đầu tư thôi. Đấy, còn đây là cái quan điểm của người đỏ, cái kiến thức của người đỏ và cũng như là cái kinh nghiệm người đỏ cho thấy được là mã phiếu này còn tăng. Người đỏ nói mọi người thôi. Đấy. Thì cho người đầu tư thôi. Ví dụ như một số mã phiếu nhá. FCN này. Đấy. Người đỏ thấy được một cái khối lượng vốn cao như này. Cao như này. Thì sao người đỏ không cho mọi người mua ở những cái phiên nó giảm nhẹ, giảm về vùng giá 15 như này. Đó. Chả sợ gì hết, đúng không? Và mọi người cứ để ý đi. Tầm 30 ngày nữa mà phiếu này có đạt cái target tầm 19-20 không nhá? Mọi người để ý đi nhá. Sao mọi người để ý đi. Nếu như không đạt mọi người quay về kênh YouTube người đỏ, mọi người cứ chat móc rồi nó nói thoải mái. Đấy, nhớ nhá. Đấy, còn đối với những người mà không dám thừa nhận những thứ mà người đỏ nói thì cứ chấp nhận thôi. Chấp nhận thì mọi người không nên coi kênh người đỏ, tìm một kênh khác nhá. Đấy thì một số mã phiếu như vậy, HCM này. Chứ nó khỏe đâu mọi người. Đấy. Rất nhiều người nói rằng là mã phiếu này cơ đi đâu mà tăng nữa. Đấy. Mã phiếu này làm gì có làm ăn được đúng không? Mã phiếu này đầu tư ra phần là đầu tư về một số cái mảng về chung cư rồi xây dựng nhà mà đã trúng thầu rồi thì làm sao có tiền vào nữa. Chúng ta biết hiểu được là cái sóng đầu tư nó như nào và nó sẽ hưởng lợi sóng ngành như thế nào. Tuy là nó sẽ không chạy mạnh, không chạy nhanh được mã phiếu khác, nó cũng mang giúp cho được một khoản lợi nhuận ít nhất là phải được chừng này. Đấy, 17% rồi nhá. Một số mã phiếu ví dụ như là KSB này. Đấy. Đấy, mã phiếu này đối với người đầu nghĩ vẫn sẽ tăng thôi. Đấy, người đầu nghĩ vẫn sẽ tăng thôi. Đối với người đầu nghĩ như vậy tại vì sao? Chúng ta thấy được những dòng tiền vào rất rõ ràng, mạnh mẽ, đúng không? Đấy. Và sao mọi người, những phiên kiểm tra lại cái vùng này nó rất là tốt. Đấy, kiểm tra lại ngay từ những cái vùng hỗ trợ rút chân lại như vậy rất là tốt, đúng không? Và cũng như là hai phiên cạn tung thế này. Đấy là một cái cây nến rất rõ ràng cho thấy được là rất dễ một phiên lên nha. Người đầu nói như vậy. Đấy, đây là một cũng như một mã phiếu KCK mã phiếu FCN người đầu có khuyến nghị cho cái này. Đấy, hai mã phiếu như vậy. Đấy. Nhá. Mọi người có thể quan sát thử coi là T+30 ngày sau mình coi thử mã phiếu này có về đúng mức giá người đầu phân tích không nhá. Một số mã phiếu khác về một số nhóm ngành như là về nhóm ngành bán lẻ nhá, như thế giới động này. Cứ giữ thôi, mua mới không mua nhá, cứ giữ thôi đã. Số mã phiếu này không nên mua mới tại vì nó là quá tăng rồi. FPT cũng vậy. BNC thì có quan sát được. Xác được nhá. BNC có thể mua được tại vì nó có thể một dư địa tăng được nữa về một giá tầm 110 nhá. RT thì nên cân nhắc kỹ hơn tại vì mã phiếu này nó đang có dự phân kỳ nhá. Đang có dự phân kỳ, quan sát kỹ hơn đã từ từ đi mua nhá. Một số mã phiếu khác ví dụ là MSB. MN. Massage em thấy được là có những cái phiên nó đánh cái kiểu rất khó chịu đối với những người đầu tư thì nắm giữ được, đối với những người đầu cơ không nên vào, nhìn thấy không, rất khó chịu nha. Đó, rất là khó chịu mà phiếu này nhá. Không nên người đầu cơ mà phiếu này hay là vào những mức giá không lý tưởng nhá, thấy không? Đa phần những cái phiên gọi là đều gãy đường mà 20 số đạt này, sau đó rút chân này, cho nên rất khó về đầu tư nhá. Mã phiếu tiếp theo đó là mã phiếu DBC. DBC thì xấu hơn nha, DBC đánh gãy mô hình cấp tay cầm này mà thấy không? Đó thì ngay được cái này nó phải bán này. Đấy. Và tại vẫn chưa mua lại được nha, khi nào nó vượt cái đường 20 người đầu cũng nghĩ cho mọi người mua cũng như là quan sát đã cho nên mua đâu nhá. Một số mã phiếu khác này, số mã phiếu khác như là Vinhome. Vinhome thì em nghĩ là làm những cái phiên nó kiểm tra đường 20 gãy như này thì một cái phiên khá là xấu được bán rất mạnh này. Đó, một số quỹ họ cơ cấu trong tháng 9 này thôi nhá. Trong tháng 10 sẽ lỗi trong tháng 10 này thôi. Đấy. Thì cứ quan sát đã có thế nào đã.
nha. Thì chưa việc phải mua vội là xử lý vội đâu, đối với người đầu vẫn chưa khuyến nghị cho khách hàng người đầu mua mã phiếu này nha. Mã phiếu Vinamilk quan sát mua này, đối với người đầu nghĩ mua được một giá tầm 89 cho đến 90 mua được nhá. Đấy thì trước đó người đầu cũng đã mua một số mã phiếu cũng cùng ngành như vậy, như là ngành bò này, ngành sữa này, rất là tốt này, mình thấy không, chạy liên tục như này. Đấy đó, rất nhiều người nói rằng là cái ngành thiết yếu như vậy thì làm ăn chỉ có lời mà mua đầu tư. Đó, biết được là cái chu kỳ dòng tiền vào như nào, kỳ vọng như nào. Đấy, mọi người có hiểu được cái chu kỳ của thị trường như nào không, chu kỳ chúng ta đang ở giai đoạn nào của chu kỳ 10 năm hay không. Đấy, đấy, mọi người phải biết được đang ở đâu, có phải đang ở late cycle, mid cycle hay là chu kỳ của đầu cycle hay không, hay là chu kỳ cuối cycle hay không. Đấy, chứ không phải chúng ta nhìn nhận về một số yếu tố cơ bản là về thấy giá giảm, giá tăng thôi, không nên mua như vậy sai nhá. Thì video người đầu tới kết thúc thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rất mong mọi người nhấn nút thích video, nhấn nút đăng ký kênh của mọi người đỏ nhá. Và xin chào mọi người và hẹn mọi người ở cái video ngày mai. Chúc mọi người luôn luôn giữ sức khỏe và đầu tư thành công thịnh vượng nhé. Xin chào mọi người.